Chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Phi đội giải cứu của lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa mở chiến dịch giải cứu một phi công bị binh đoàn 15 bắn rơi tại cao nguyên. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, lực lượng hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa lập phi đội giải cứu đặc biệt mở chiến dịch giải cứu một phi công bị binh đoàn 15 bắn rơi tại khu vực Gia Lai, Cao Nguyên. Cơ quan an ninh trực thuộc Bộ phòng Việt Nam đang tiến hành điều tra việc hàng ngàn vũ khí không cánh mà bay, mà theo thông tin ban đầu là do các sĩ quan, binh sĩ biến chất đã cho tuồn ra ngoài bán cho quân đoàn dân chủ. Lực lượng được cho là ly khai khỏi quân khu chính đang tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng Việt Nam. Và sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây, thường xuyên xảy ra các cuộc chạm trán quân sự giữa lực lượng nhân danh công lý, quân đoàn dân chủ ly khai khỏi quân khu chính và quân hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa với lực lượng quân đội chính quy của Việt Nam, đặc biệt là tại các khu vực có các căn cứ mật của lực lượng hậu duệ và tại các vùng biên giới giáp Lào và Campuchia. Trong một trận đụng độ khốc liệt trên mặt trận Cao Nguyên, theo lời tường thuật của một đại úy không quân lực lượng hậu duệ cho biết, sáng ngày mùng 8 tháng 6 vừa qua, tại Cao Nguyên, lực lượng không quân hậu duệ đã điều động một phi đội tuần tra biệt danh Gấu Đen gồm có hai phi cơ A-37B. Mỗi phi cơ được trang bị 4 bó rocket chống xe tăng. Phi tuần này do Đại úy Văn Xuân Thân hướng dẫn anh kích 4 chiếc xe tăng T-54 của binh đoàn 15 đang chạy trên tỉnh lộ 662 thuộc tỉnh Gia Lai tọa độ 50 dặm về phía Tây của căn cứ mật của lực lượng hậu duệ tại Cao Nguyên. Khi không quân hậu duệ có mặt trên mục tiêu và nhận diện được những chiếc xe tăng quân sự chỉ điểm, đề lô của phi công quan sát phi đoàn của Đại Úy Thân bắt đầu tổ chức cuộc tấn công. Cũng theo lời của Đại Úy Thân, chúng tôi đánh từ Bắc xuống Nam, quẹo trái và phóng rocket từng bó một. Với tổng số 8 bó rocket, họ hy vọng sẽ phá hủy hết bốn con ngựa sắt của quân binh đoàn 15. Đúng như dự tính, sau vòng đánh thứ ba Đại Úy Thân cho biết là thấy nhiều đám cháy lớn ở rải rác trên tỉnh lộ không quân hậu duệ tiếp tục vào đánh vòng chót và quẹo trái để phi công số 2 thấy phi cơ của đại úy thân hầu họ có thể tái lập hợp đoàn và cùng nhau bay trở về phi trường giải chiến tại căn cứ mật ở huyện Chư Bả. Vài giây sau đó, đại úy thân cho hay là không nghe bất kỳ một động tĩnh nào của chiếc số 2. Anh liền gọi trên tần số 3 lần nhưng vẫn không nghe trả lời đại úy thân lúc này hỏi phi công quan sát xem anh ta có thấy chiếc máy bay số 2 không anh trả lời không anh còn cho biết anh thấy một đám cháy nhỏ ở phía nam của điểm anh kích toán trưởng thân hướng mắt về chỗ anh ta diệt tả ngay giữa khu rừng rộng bao la với một màu xanh đậm trồi lên một tảng đá lớn cách đó độ vài trăm thước về hướng nam có một đám cháy nhỏ và cùng lúc đại úy thân thấy sáu viên đạn pharet bùng sáng. Anh liền biết ngay người bắn Farrett đó chính là phi công bay chiếc phi cơ số 2 của phi tuần do anh hướng dẫn. Anh cố nhớ vị trí này để rồi sau đó có thể giúp phi đội giải cứu tìm viên thiếu úy phi công bị nạn. Đại úy thân bắt đầu đổi qua tần số, quanh và rong báo. May đây, may đây, Blackbeard 07 anh lặp đi lặp lại lời cầu cứu này ba lần và trở về tần số của ban hành quân để báo cáo điều này cho họ. Sau vài giây chờ đợi, anh được phía lực lượng hậu duệ cho biết, hiện tại căn cứ không quân Pleiku thuộc tỉnh Gia Lai đang bị binh đoàn 15 phó kích và trên không đã có một hộp đoàn gồm hai chiếc trực thăng UH-1 đang truy kích quân đội Cộng sản. Khi nào xong, họ sẽ bay đến cứu người phi công gặp nạn đại úy thân lúc này liên giảm tốc độ, bay thật chậm ở cao độ 12.000 bộ ngay trên tọa độ anh kích cho đội tốn xăng. Anh hy vọng máy bay có đủ nhiên liệu để có thể chờ được phi độ giải cứu. May thay, sự chờ mong của anh chỉ kéo dài khoảng 20 phút. Sau đó anh đã nghe được phi hành đoàn trực thăng UH-1 hỏi phi công quan sát về tình hình và nơi tọa độ cầu cứu Đồng thời, đại úy thân cũng được ban hành quân hậu duệ cho biết khoảng 10 phút nữa, phi đội giải cứu sẽ có mặt tại địa điểm trên. Lúc này anh từ từ giảm cao độ và mừng rỡ khi thấy hai chiếc trực thăng UH-1 đang bay về hướng của mình. Anh liền liên lạc với họ để diễn tả vị trí của người phi công gặp nạn và cũng cho biết anh ta không còn đạn pha ghe. Anh đã bắn hết 6 viên khi anh chạm mặt đất. Trước khi anh rời vùng, anh cảm ơn phi đội giải cứu và chúc họ nhiều may mắn. Anh về phi đoàn tại căn cứ mật. Anh được anh sĩ quan trực cho biết người phi công bay chiếc số 2 do anh chỉ huy đã được giải cứu thành công với nhiều tình tiết ngoạn mục và kịch tính và sẽ được phi đội giải cứu trở về căn cứ. Sau đó, anh sẽ phải trải qua một cuộc khám tổng quát về sức khỏe trước khi anh được trở về phi đoàn. Sau này, Đại Úy Thân còn được cho biết thêm, hợp đoàn trực thăng UH1 trên là một phi đội đặc biệt của thiếu tá hậu duệ Phạm Ngọc Sang, lúc này đang bay thị sát mặt trận trong lúc căn cứ mật bị binh đoàn 15 pháo kích. Nhưng vì muốn nêu cao tinh thần đồng đội, không bỏ bạn bè, thiếu tá Sang đã cho phép hợp đoàn UH1 trở thành phi đội giải cứu. Phi đội này đã thành công cứu được người phi công A37B của phi đoàn 5 danh hiệu gấu đen bị nạn với thời gian chưa tới 2 giờ đồng hồ. Một thời gian giải cứu ngắn kỷ lục từ trước đến nay. Trong một diễn biến khác, gần đây cơ quan an ninh của Bộ Quốc phòng đang tiến hành điều tra việc vì sao hàng nghìn vũ khí của quân đội Việt Nam tại quân khu chính không cánh mà bay. Theo nguồn thông tin quân sự rò rỉ chúng tôi có được Quân đội Việt Nam tại hai quân khu 7 và 9 bị mất và bị đánh cắp hàng nghìn vũ khí quân sự, bao gồm rocket, kết, mìn, các loại thuốc nổ khác. Được biết, trong số các vụ vũ khí biến mất, có nhiều vụ được xếp vào loại bị đánh cắp và các binh sĩ sửa đổi báo cáo để che giấu sự thật. Trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam, phát ngôn viên Bộ Phòng Việt Nam, Trung tá Nguyễn Việt Thắng nhận định số lượng binh sĩ đánh cắp thiết bị quân sự chỉ là con số nhỏ nhưng quân đội Việt Nam luôn nghiêm túc xem xét các vụ việc không muốn dù chỉ một lượng nhỏ vũ khí rơi vào tay các thế lực xấu. phóng sự do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện cho thấy trong 63 cuộc điều tra về chất nổ do các cơ quan điều tra của quân đội tiến hành, nhiều trường hợp quân đội không phát hiện chất nổ trong kho đã biến mất cho tới khi lượng chất nổ này được phát hiện tại nơi khác. Đối với các cơ sở quân sự đặc thù, quân đội Việt Nam đã nhận được dữ liệu cho thấy có xảy ra nhiều vụ đánh cắp thiết bị nổ trong giai đoạn năm 2022 đến năm 2023. Quân đội Việt Nam ghi nhận gần 1.900 thiết bị nổ bị mất, bao gồm chủ yếu là thuốc nổ TNT. Trong đó, số liệu không rõ nên không thể thống kê cụ thể. Lực lượng không quân báo cáo mất khoảng hơn 22 kg thuốc nổ C4. Hải quân Việt Nam thì ghi nhận số lượng thuốc nổ mất ít nhất chỉ 20 lựu đạn cầm tay bị đánh cắp. Qua điều tra sơ bộ của Cơ quan An ninh Quốc phòng đã chỉ ra hơn 2.000 súng cầm tay quân sự bị mất từ năm 2022. Một số vũ khí bị mất được cho là được bán cho quân đoàn dân chủ một lực lượng đi khai đang chống lại chính quyền cuộc điều tra trên khiến giới lãnh đạo quốc phòng phải đặt dấu hỏi về vấn đề theo dõi quản lý hồ sơ thông tin liên quan đến lượng chất nổ trong kho tại các cơ sở quân sự việt nam độ chính xác của các báo cáo thống kê số lượng vũ khí và mức độ hiệu quả của các quy trình an ninh hiện hành để ngăn chặn lỗ hổng này mới đây quốc hội việt nam dự định yêu cầu quân đội phải báo cáo chi tiết số vụ vũ khí bị mất hoặc đánh cắp hàng năm. Thời lượng còn lại của Kinh thời sự là bản tin quốc tế. Nga khẳng định các cuộc đàm phán với Liên hợp quốc cần phải đạt kết quả. Mosva nhận thấy những nỗ lực của Liên hợp quốc trong việc thực hiện bản ghi nhớ với liên bang nga về xuất khẩu nông sản và phân bón của nga ra thị trường thế giới và sẵn sàng tiếp tục đối thoại nhưng các cuộc đàm phán này phải có kết quả. Đây là tuyên bố ngày 10 tháng 6 của Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vasinin, trưởng phái đoàn Nga tham dự các cuộc tham vấn với đại diện của Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ về sáng kiến ngũ cốc biển đen. Theo hãng tin TASS, trong vòng tham vấn diễn ra ngày 9 tháng 6 các quan chức liên hợp quốc đã đề cập tới những nỗ lực đang thực được thực hiện để thực hiện sáng kiến ngũ cốc biển đen thứ trưởng vesinin nêu rõ nga không phủ nhận những nỗ lực này nhưng nhấn mạnh moskva cần một kết quả cụ thể ông nhắc lại những rào cản còn lại đối với các giao dịch tài chính bảo hiểm và tái bảo hiểm cũng như việc giải phóng vốn từ các công ty nga với những vấn đề trên Thứ trưởng Vasinin khẳng định không có tiến bộ nào theo hướng này, đặc biệt phái đoàn Nga đã nêu vấn đề chưa được giải quyết liên quan đến kết nối ngân hàng nông nghiệp Nga với hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT. Thời điểm diễn ra các cuộc tham vấn tiếp theo giữa Nga và Liên Hợp Quốc về việc thực hiện bản ghi nhớ vẫn chưa được xác định. Thứ trưởng Vesinin nêu rõ hai bên thường xuyên tổ chức các cuộc tham vấn moskva sẵn sàng tiếp tục đối thoại và mong muốn nhận được kết quả thỏa đáng trước thềm cuộc tham vấn tại geneva thứ trưởng Vesinin cho biết moskva không thấy có triển vọng tiếp tục gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen song sẽ tiếp tục tham vấn các đại diện của liên hợp quốc về thỏa thuận này ông nêu rõ phía nga đã nhiều lần yêu cầu đưa vấn đề xuất khẩu ammonia nhất của nga qua lãnh thổ ukraine vào thỏa thuận trên coi đó như một giao dịch thương mại cùng có lợi. Song phía Ukraina đưa ra các yêu cầu khác nhau để thực hiện thỏa thuận và điều này khiến tình hình rơi vào bế tắc. Tháng 7 năm 2022, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng ra làm trung gian cho sáng kiến ngũ cốc biển đen nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng do tình hình xung đột giữa Nga và Urena, nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Trong khuôn khổ sáng kiến Nga và Liên hợp quốc ký bản ghi nhớ về việc tạo điều kiện cung cấp các sản phẩm nông nghiệp và phân bón của Nga ra thị trường thế giới, trong khi Ukraina ký thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc về xuất khẩu thực phẩm và phân bón an toàn từ Ukraina qua Biển Đen. Thỏa thuận ban đầu có hiệu lực trong 120 ngày, đến tháng 11 năm 2022 được gia hạn thêm 120 ngày. Ngày 13 tháng 3 vừa qua, Nga đồng ý gia hạn thỏa thuận thêm 60 ngày cho đến ngày 18 tháng 5. Nga cảnh báo sẽ chấm dứt thỏa thuận sau thời hạn này nếu những rào cản đối với xuất khẩu lương thực và phong bóng của nước này không được khắc phục. Sau các cuộc đàm phán giữa các phái đoàn Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Ukraine và Liên hợp quốc ở Istanbul ngày 17 tháng 5, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết thỏa thuận ngũ cốc đã được gia hạn thêm 2 tháng, bắt đầu từ ngày 18 tháng 5. Trong một diễn biến tiếp theo, hai máy bay va chạm ở sân bay của Tokyo. Đài NHK dẫn nguồn Bộ Giao thông Nhật Bản cho biết hai máy bay chở khách dường như đã va chạm gần một đường băng ở sân bay Haneda thuộc thủ đô Tokyo ngày 10 tháng 6. Cảnh quay của đài NHK Nhật Bản cho thấy máy bay của hai hãng EVA Air Đài Loan Trung Quốc và Thai Airways Thái Lan trên đường băng. Một phần cánh của máy bay hãng Thai Airways dường như bị vỡ, trên đường băng có nhiều mảnh vỡ. Theo đài NHK, không ai bị thương trong vụ việc, nhưng đường băng gần nơi xảy ra vụ tai nạn đã bị đóng cửa lúc 11 giờ sáng giờ địa phương. Đây là một trong bốn đường băng của sân bay Hanada. Đến hơn 13 giờ giờ địa phương, đường băng này được mở lại. Cảnh sát bay Tokyo đã được phái đến hiện trường điều tra. Máy bay của hãng EVA Air chở 207 người, gồm hành khách và phi hành đoàn. Còn máy bay của Thai Airways có 264 người trên khoang. Phía Thai Airways cho biết, máy bay của họ đang ở trên đường băng chuẩn bị cất cánh bay đến Bangkok thì phần mũi cánh bên phải va chạm với đuôi máy bay EVA cũng đang trên đường băng chuẩn bị đi Đài Bắc. Vụ va chạm làm hỏng cánh chiếc Airbus A330 của hãng hàng không Thái Lan nên nó không thể tiếp tục hành trình. Hai hãng hàng không của Nhật là Japan Airlines và All Nippon Airways cho biết một số chuyến bay nội địa và quốc tế của họ đã bị hoãn. Hai hãng cho biết đang tìm hiểu tình hình chi tiết trong một diễn biến liên quan. Gói viện trợ mới Mỹ dành cho Ukraine tập trung vào khả năng phòng không. Lầu Năm Góc ngày 9 tháng 6 tuyên bố phân bổ một gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine với tổng giá trị lên đến 2,1 tỷ USD. Là một phần của gói viện trợ, Ukraine sẽ nhận được thêm đạn dược cho các hệ thống tên lửa phòng không Patriot, các hệ thống phòng không và tên lửa How? giúp Urana tăng cường khả năng đảm bảo an ninh trên không. Gói hỗ trợ cũng bao gồm đạn pháo 105 ly và 203 ly giúp tăng cường hỏa lực cho pháo binh Urana. Ngoài đạn dược cho hệ thống phòng không, Mỹ cũng cung cấp Urana tên lửa dẫn đường bằng laser và máy bay không người lái chính xác Buma. Gói viện trợ mới được cung cấp theo sáng kiến hỗ trợ an ninh Urana. USAI không giống như thiết bị, vũ khí và đạn dược được Mỹ gửi tới từ các kho dự trữ. USAI sẽ được dùng để mua sắm thiết bị mới từ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục làm việc với các đồng minh và đối tác của mình để giúp Ukraine đảm bảo an ninh trước mắt cũng như dài hạn. Theo nguồn tin mở, quân đội Kiev sẽ nhận được hệ thống mươi 23 hào, vay cải tiến, với phạm vi tác chiến lên đến 50 km, độ cao 20 km. Được biết, đây không phải lần đầu tiên Ukraine nhận được vũ khí này từ Mỹ. Trước đó, vào ngày 9 tháng 5, năm 2023, Lào Năm Góc cũng đã công bố hệ thống hào trong gói viện trợ trị giá 1,2 tỷ USD. Cùng với đó là tên lửa đánh chặn GEMT và MSI dành cho hệ thống phòng không Patriot PAC. GEMT là loại tên lửa thuộc thế hệ pac 2 được thiết kế tấn công các mục tiêu đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay với tầm bắn tối đa lên đến 160 km. MSE là đạn tên lửa dành cho hệ thống PAC-3, đánh giá là phiên bản mạnh nhất ở thời điểm hiện tại của hệ thống đánh chặn patriot